Quế Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một clip tổng hợp các loại phân thuốc đang có tại cửa hàng Quang Minh cho các bạn để mua. Thứ nhất mình xin giới thiệu với các bạn đây là Super Thai, loại thuốc sử dụng để ra rễ cho lan. Cái chai này là 120ml các bạn, giá là 450.000. Chuyên dùng để ra rễ, cũng là Super Thai luôn, nhưng mà dung tích của nó là 60ml, 300.000 một chai. Đây là Super Thai của Mỹ, chuyên dùng để ra rễ. Thì bên mình hay xài đều lượng là một giọt trong một lít nước. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn là ba loại phân tan chặt. Bên mình hiện giờ có ba loại phân tan chặt, mình bỏ vô cây lan, cái chậu lan đó các bạn, mình tưới nước cho nó tan từ từ ra. Đây là phân tan chậm màu vàng, phân chì. Phân này mình hay kêu phân trứng chim, nó tròn tròn. Thì ba loại này mình đều bán đồng giá là 15.000 một lạng các bạn, 15.000 một lạng, một ký là 150.000. Thì bên mình á, mình thì nếu mà mình trồng dòng dendro á, mình rất là hay xài phân vàng, bởi vì nó rất là tốt, cây rất là mập mạp chắc khỏe, nó thì đa năng, dưỡng thân, dưỡng lá, dưỡng rễ, ra hoa luôn. Còn nếu như mà các bạn trồng lan cát, hồ điệp, lân rừng thì mình xài phân chì, nó không gây cháy đầu rễ các bạn. Rồi các cái dòng lan nắng xưa, lan chớp rồi đó, mình xài phân này rất là tốt. Các bạn có thể rắc một ít trực tiếp vòng vòng lên mặt chậu, là mình có thể sử dụng túi lưới này nè, mình cắt khúc ra theo ý muốn của mình, chiều dài theo ý muốn của mình đó. mình hơ một đầu, bỏ phân vô xong mình hơ một đầu còn lại, là các bạn có thể sử dụng cái hũ này. Đây, mình bỏ phân vô, mình đậy nắp lại như thế này, đậy nắp lại rồi nó có cái đế nhọn này, các bạn kim vô chậu lan cho nó không rớt ra. Thì phân này nè các bạn, khi mình bỏ vô chậu, nếu mà các bạn rắc lên chậu thì mình bỏ một lần ít, ít, nhưng mà mình thường xuyên bỏ vô, mình bỏ một lần ít thôi, nhưng 15-20 ngày mình bỏ thêm một lần ít hạt vậy đó. Nói chung là lan á, mình bón một lần ít, nhưng mà mình thường xuyên bón thì cây nó sẽ tốt hơn là các bạn bón một lần quá nhiều mà lâu lắm mới bón. Này, túi lưới. Túi lưới mình cân sẵn như thế này là một lạng nè các bạn, 100 gram đó là 15.000. Các bạn mua 15.000 là rất là nhiều, xài thoải mái luôn. 15.000 đây là 100 gram đó các bạn. Còn nếu các bạn mua nguyên 1 ký thì 120.000. Còn cái hũ đựng phân đó các bạn, cái hũ để đựng phân đó 500 đồng một cái ha các bạn. Hũ này 500 đồng một cái. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn, đây là phân bón lá của rau mò. Thành phần của nó là 30-10-10. Giá tiền là 20.000 một hũ. Thì cái này là 100g. Đây là 100g. Đây là mình bón cho dưỡng cây, dưỡng lá, tốt cây các bạn, tốt cây. Thì ví dụ như là
cái con đi, cái con thì các bạn lấy cái muỗng mà mình ăn sữa chua đó, gạt mặt đó, các bạn múc một lần như vậy là múc gạt mặt nha, múc nửa muỗng thôi, mình pha vô một lít nước đó. Mình xịt cho nó chừng thời gian cây nó quen, nó thích nghi, lúc rồi mình tăng lên một muỗng đó. Thời gian rồi mình tăng lên 1 muỗng rưỡi đó. Tăng từ từ cho tới là 3 muỗng, tức là 3 gram cho 1 lít nước. Thì trong quá trình mà các bạn xịt 30, 10, 10 như thế này thì lâu lâu mình sẽ thay cái 30, 10, 10 đó bằng 20 điều. 20 điều tác dụng để giúp cho cây nó cứng cáp, nó không có bị yếu ớt, không có đổ ngã. Nhiều khi cây nó tốt quá, nó mềm các bạn, nó mềm rồi nó rất là dễ dễ gãy, dễ ngã, thì mình xịt cái này cây cứng cáp. Hũ này là cũng 100g nè, 100g và giá tiền cũng 20.000, và cái liều dùng cũng y chang như 30 10 10 khi nãy mình chia sẻ với các bạn. Đây là mình chia sẻ theo cái kinh nghiệm mình hay làm thôi nha các bạn, còn nói về phương pháp hay là các loại thuốc hay là các liều dùng thì rất là nhiều. Các bạn biết rồi, phân thuốc trên thị trường rất là đa dạng, rất là nhiều loại đó, rồi mỗi một người có một cái xài những cái loại phân thuốc riêng cho vườn lan của mình. Vườn lan của mình ở đây thì mình chỉ xài những cái loại thuốc bình thường, bình dân thôi các bạn, thông dụng. Loại tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn, nó có công thức là 6 30 30, trọng lượng của nó cũng là 100g, giá tiền cũng là 20.000, và công dụng của nó là dùng để kích hoa. Vườn mình thì hay kích hoa bằng công thức 6 30 30 này lắm. Nói chung là mình thấy cũng hiệu quả lắm, tất cả các loại lan, tất cả các loại lan đều ra hoa tốt. Thì khi mà mình xài cái 6 30 30 này để kích hoa thì mình hay cộng chung với Atonis. Atonis thì ví dụ như cái này, cái này khi mà mình xịt kích hoa thì đương nhiên là cây trưởng thành rồi, mình mới xịt kích hoa thì đương nhiên là mình cứ xịt là 3 gram cho 1 lít nước, và mình cộng thêm cái Atonis này để cho cái phát hoa nó dài các bạn, phát hoa nó dài, nó không có ngắn. Thì cái gói này của nó là 10c, tức là 10ml. Đây, 10ml, giá là 10.000 một gói. Thì đây là giúp cho phát hoa nó dài các bạn, cho nên là mình không có xịt cái liều lượng cao. Bên mình á, mình thì mình chỉ sử dụng 1c, tức là 1ml cho 1 lít nước. Cái này thì 3 muỗng sữa chua gạt mặt cho 1 lít. Hai cái này mình cộng chung lại. Thì để có nhiều bạn hỏi mình là bây giờ làm sao mà đông được 1cc hay 1ml nước cho nó chính xác á. Thì các bạn ra tiệm thuốc tây á, các bạn mua cái ống chích á, nó có 1.000 à, mình bỏ cái kim đi, mình lấy cái ống chích đó mình để là mình sử dụng, thì mình rút 1cc là chính xác. Cái này là 10.000 một gói các bạn. Còn cái này khi nào thì mình sử dụng, có một cái số loại cây đặc thù, ví dụ như là mình nói dòng dendro đi, dòng dendro khi nào thì mình sẽ xịt kích hoa. Các bạn chờ mình chút xíu, mình sẽ lấy một cái cây vô mình chia sẻ cùng các bạn. Đây, mình xin chia sẻ cùng các bạn về cái dòng dendro ha. Cây này là cây xin sắn. Khi nào thì mình xịt kích bông cho nó, thì khi mà mình trồng cái dendro nó lớn các bạn, thì cái người ta kêu là lá của nó tẻ ngọn á, thì bắt đầu mình xịt kích bông. Nó tẻ ngọn là trường hợp này đây các bạn, là cái đầu nó không ra lá nâu nữa, không ra lá nâu nữa, tức là nó đã tới thời kỳ cho hoa. Ví dụ các bạn thấy cây bên đây, mặc dù là mình thấy nó cao rồi, nhưng mà mình nhìn thấy đầu nó vẫn còn ra lá nâu như thế này, tức là nó chưa cho hoa được, nó đang ở thời kỳ tăng trưởng. Còn cây bên đây,
bên đây các bạn thấy lá của nó đã tẻ ngọn rồi, rễ độc, tức là nó không ra lá đâu nữa, thì nó qua thời kỳ sinh trưởng. Thì cái cây như thế này là mình cho xịt chất bông được để mình lấy hoa mình ngắm. Rồi nếu mình thấy là cái cây này là chưa lấy hoa được thì mình cứ tiếp tục là xịt 30, 10, 10 hoặc là 20 đều để dưỡng cây. Và khi nào mà mình thấy lá của nó sẽ rồi muốn ngắm hoa thì mình xịt 6, 30, 30 nha các bạn. Còn có một số loại cây đặc thù mà nó sung tốt, ví dụ như cây vanda. Ví dụ như cây vanda khi nào thì mình lấy hoa, thì cây vanda theo mình theo dõi thì mình thấy là nếu mà mình chăm sóc tốt thì thường là 2 tháng tới 2 tháng rưỡi là nó trổ một lần, hoa của nó một lần là trên cả tháng. Vậy khi mà nó tàn hoa, nó cắt hoa rồi á, thì mình thực hiện chế độ dưỡng, dưỡng cây khi nào mình thấy cây nó sung tốt khỏe thì mình thực hiện chế độ kích hoa, mình lấy hoa mình ngắm. Đó là mình mới vừa chia sẻ với các bạn kích hoa. Rồi. Đó, tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn B1. B1 là mình bổ sung vitamin cho cây, giống như mình uống thuốc bổ vậy đó. Thì B1 bên mình có ba loại. Loại thứ nhất là B1 này là B1 của rau mò, và dung tích của nó là 100c, giá là 20.000. một chai như thế này. Thì khi mà mình xịt á, thì mình hay xịt là 2cc cho 1 lít nước. Tiếp theo loại này vẫn là B1 của rau mò, nhưng mà cái chai này á, dung tích của nó tới là 235ml, giá 40.000. Như vậy nếu mà các bạn mua hai chai này á, là 40.000 nhưng mà có 200c à. Nhưng mà nếu mà các bạn mua chai này á, cũng 40.000 nhưng mà nó tới 235c, mình lời được 35c ha các bạn. Chai này là B1 của Thái. Thì chai này dung tích của nó cũng là 100c và giá tiền là 35.000. Xịt bổ sung vitamin cho cây. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn về cam mòn. Giá là 70.000 một chai. Và thể tích của nó là 100c, 100ml. Thì khi mà mình xịt á, các bạn có thể kết hợp để cho mon. 30 10 10 nè. B1 nè. Ra rễ nè. Nguyên một bộ dưỡng cây này các bạn, ra rễ, vitamin, phân bón và nảy chồi. Đây là nguyên một bộ của nó. Thì cái đề camon này là 2c cho 1 lít nước. Nếu mà cây mà nhỏ thì mình giảm lại như nửa c, 1c, 1c rưỡi, giống như hồi nãy mình nói cái liều lượng này từ nửa gam tăng từ từ lên tới 3 gam các bạn. Ở đây mình sẽ nói liều lượng cây trưởng thành ha. Cây trưởng thành là mình xịt cái này là 2c cho 1 lít nước nè. Cái này 3 gam. Cái này 2c cho 1 lít nước. Và cái này là ra rễ là 2c cho 1 lít nước. Đây là nguyên một bộ mà bên mình hay sử dụng để dưỡng cây, từ cây mới trồng cho tới cây trưởng thành. Liều lượng ban đầu thì mình
cây còn nhỏ mới trồng thì xịt càng loãng càng tốt, và khi cây thích nghi rồi thì mình xịt nâng liều lượng lên từ từ, và một tuần mình xịt 2 lần. Nếu mà cây mà mới trồng đó các bạn, cây mà mới trồng mới tách chiết thì mình chỉ nên xịt 2 cái này, xịt 2 cái này thôi ra rễ B1. Và khi mà các bạn thấy là bộ rễ của nó mà nó ra mà các bạn thấy khỏe rồi đó, thì lúc đó mình mới bổ sung phân bón vô. Tại vì theo mình nghĩ là cây có rễ thì nó mới hút phân được, còn cây chưa có rễ thì mình không nên xịt phân bón. Phân bón rồi một thời gian cây mà tốt khỏe, xanh tươi tốt, mập mạp, đó mình mới bổ sung thêm cái này cho nó nảy trời. Thì trong quá trình mình xịt 30-10-10 này thì lâu lâu các bạn nhớ thay cái 30-10-10 này bằng 20 điều cho cây cứng cáp. Thì thuốc ra rễ các bạn, đây là thuốc ra rễ của Root 2, một dĩ như vậy là 10 ống các bạn, 6.000 một lọ, 6.000 một lọ, một dĩ như vậy là 10 lọ, thì một lọ của nó chỉ có 8cc thôi các bạn, một lọ như thế này nè, có 8cc thôi, đây, một lọ chỉ có 8cc và giá là 6.000, chuyên ra rễ rất là tốt. Và mình từ khi mà mình bắt đầu chơi lan cho tới mở vườn và cho tới bây giờ mình vẫn xài một loại này, không có thay đổi, bởi vì mình thấy nó hiệu quả, giá cả cũng bình dân dễ xài. Một dĩ của nó là 10 lọ là 60.000, các bạn sẽ 6.000 một lọ các bạn. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn một loại, đó là keo liền da cây Mỹ Tiến. Mà mình mới cắt ra đó các bạn, mình lấy keo liền da cây Mỹ Tiến này mình xức vào ngay cái vết cắt đó để cho nước nó không có thâm nhập vô gây thối cây, hoặc là những cái vết chỗ nào mà cây nó bị bệnh đó, mình cắt bỏ nó. Nói chung là ở trên cây mà nó có những cái vết thương đó, do mình cắt, do bị dập hay là vì lý do gì đó, thì ngay chỗ những cái vết cắt, vết xước, vết dập đó, vết bệnh đó, các bạn lấy keo liền da cây này các bạn bôi vô, cho khi mà cái thuốc này nó khô lại thì nước ở bên ngoài nó không có xâm nhập vô những cái vết thương hở đó, để không có gây thối cây hoặc là những cái mầm bệnh nó xâm nhập vào vết cắt đó. Trọng lượng là 100g các bạn, giá là 40.000. Tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn một loại chế phẩm của Nguyễn. Chế phẩm Hùng Nguyễn này thì một hộp của nó như thế này là 10 chai. Có thể làm thành một cặp như thế này nè các bạn. Và giá bán ra là 20.000 một chai. Thì một cặp như thế này là 40.000. Các bạn có thể mua lẻ, mua một chai là 20.000. Thì Hùng Nguyễn này nó có tới 6 chức năng trong một sản phẩm. Thứ nhất là kích rễ nè, thứ hai là
kích ki nè, thứ ba là bổ sung phân NPK luôn nè, rồi thứ tư là nó sát khuẩn kháng bệnh. Đó, tiếp theo là trị đốm lá rỉ sắt, tức là trên cái lá của mình mà nó có bị bệnh những cái chấm 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 đen đó thì lấy hùng nguyễn này xức lên rất là hiệu quả. Rồi phòng nấm luôn thì thường các bạn mà trồng ngọc điểm ấy, nhất là ngọc điểm rừng mà mình mới mua về mình ghép lên chậu lên cây thì mình xịt hùng nguyễn này rất là tốt. Và liều dùng là 20 giọt trên một lít nước. Chụp màn hình lại cái hướng dẫn sử dụng này để mình xem. Tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn một loại thuốc Bencona. Bencona này có thể dùng để trị nấm, ví dụ như những cái cây mà mình ghép lan đó các bạn, lâu ngày trên đó nó mọc những cái nấm trắng đó các bạn, nấm trắng. Hoặc là trước khi mình trồng mình xịt để sát khuẩn, và trong quá trình mình trồng ở trên cây nó hay nổi lên những cái nấm trắng. Và là ở trong chậu của mình đó các bạn, trong chậu mình trồng lâu ngày lâu năm bắt đầu nó nổi rêu xanh nhất nhất nhớt lên đó. Xịt Bencona này rất là hay. Thì cái chai này là 100c, giá tiền là 20.000 một chai. Theo kinh nghiệm mà mấy anh em đã xài rồi chia sẻ lại á, là 310ml cho 1 lít nước. Sau khi mình phun rồi á, 24 giờ sau mình mới tiến hành tưới rửa. Tưới rửa. Thì cái Bencona này á, trong những cái chậu mà bị rêu xanh này kia nọ mà xịt vô để trị rêu á, thì chết rêu nhưng mà không có gây trái rễ non, và đặc trị những cái bệnh nấm trắng trên những cái cây mà mình ghép lan lâu ngày nó nổi nấm lên trị rất là hay. Thì sẵn đây mình chia sẻ với các bạn khi nãy mà mình hướng dẫn các bạn xịt phân bón cho lan đó, thì mình quên chia sẻ với các bạn đó là khi mà mình xịt đó, tất cả các loại thuốc nấm hay là phân bón, thì các bạn cái cây mà nó đang khô á, các bạn không có nên xịt vô. Bởi vì cây nó đang khô mình xịt vô thì mình sẽ gây ra nóng cây, nhất là những cái cây mà các bạn thấy trên cây nó đang có nụ bông mà khi mình xịt thuốc rồi á, tự nhiên cái nó khô héo, nó vàng, nó rụng cái nụ đó đi, đó là hiện tượng cây bị nóng, giống như mình uống thuốc tây mình bị nóng vậy đó. Cho nên là để tránh cái hiện tượng đó đó, thì trước khi xịt phân thuốc dâu cây thì các bạn nên ra phun sương, qua cho cây nó mát. Đó, các bạn phun sương qua xong các bạn thấy cái lá nó vừa ráo đó thì mình tiến hành xịt phân thuốc lên. Và khi mà mình xịt phân thuốc rồi á, thì một chút xíu mình ra mình tưới rửa, và mình tưới rửa thật là đậm. Thì theo kinh nghiệm mình tìm hiểu, cái mục đích mình tưới rửa đó, thứ nhất là ở trong phân bón này nó sẽ có hàm lượng muối. Muối đóng trên lá gặp nắng to là sẽ gây cháy lá. Gây cháy lá thì nó sẽ mất cái vẻ thẩm mỹ, vẻ đẹp của lá đi, chứ không sao hết. Và cái thứ hai là khi mà mình xịt phân thuốc cho cây đó, cây lan đó, thì nó hấp thu qua lá rất là mạnh. Khi mà nó hấp thu qua rồi đó, thì cái lượng còn dư lại không hấp thu được, nó sẽ đóng ở trên lá. Vậy thì khi mình ra mình tưới rửa, nước nó sẽ làm cho cái lượng dư đó đó nó loãng ra,
nó lỏng ra thì cây nó có thể hấp thu tiếp được. Chứ bây giờ nó khô, nó đóng cứng trên lá thì cây trái lá mà cây không hấp thu được thì cái nước nó làm cho cái liều lượng loãng dư đó thì bị loãng ra, cây có thể là hấp thu tiếp và đặc biệt là không có gây trái lá. Bây giờ là trước khi xịt tưới xương qua cho lá cây, rồi sau khi xịt xong nhớ là phải quay lại tưới rửa thật ẩm để không gây trái lá. Và phân thì mình không nên xịt ở thời điểm nắng to. Xịt phân á các bạn, tốt nhất là mình xịt vào buổi sáng mà các bạn thấy khi nắng vừa lên đó, là mình tiến hành xịt phân. Là một lát nữa cây nó quang hợp á, cây có ánh nắng bắt đầu nó quang hợp nó mới hấp thu phân này, nó tốt cho cây, giống như là mình ăn xong rồi mình tiêu hóa tốt vậy đó. Còn nấm á, nấm thì thường là người ta hay xịt cái giấc là khoảng 6 giờ chiều, bởi vì cái giờ đó nấm nó thường hay ra ăn cây đó. Mình xịt khoảng 6 giờ chiều thì trị nấm mình xin giới thiệu tiếp với các bạn một loại nữa, đó là picapen. Thành phần của nó là capendazin. Picapen thành phần là capendazin. Cái chai này là 100c các bạn, 100c 20.000 một chai. Thì lúc này là trời có mưa rồi nè, mình có thể sử dụng picapen cộng với lại cái dithan M45. Dithan M45 thì cái dithan M45 này hoạt chất của nó là mancozeb nè các bạn. Trị thúi nhũng lá rất là hay. Thì cái liều lượng đó, mình hay xài cái này là 2c cho 1 lít nước và cái này là 2g cho 1 lít nước, cộng hai cái này là xịt chung thì cái chai này là 35.000 một chai. Cái gói này là 65.000 một gói. Tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn một loại nữa, đó là cốc 85. Một gói như vậy là 20g. Cốc 85 này là 20g nè. Thành phần của nó là đồng oxy cloro cao cấp. Thì cái này nó vừa trị nấm mà vừa diệt vi khuẩn. Mà chiên trị của nó là chiên trị kháng thư. Thì mình nhìn cái lá sao mà mình biết nó bệnh kháng thư. Các bạn thấy cái lá của nó bị bệnh mà bắt đầu nó có những cái vòng tròn, có những cái vòng tròn đồng tâm thì gọi là thì đó là kháng thư. Có những cái vòng tròn đồng tâm trong đó là kháng thư. Xịt cấp 85. Tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn một loại thuốc nữa, đó là stunner. Stunner này thì khối lượng của nó là 100g. Nó là chuyên trị bệnh vi khuẩn. Thì cây nó bị bệnh nó có khi tác nhân gây ra là do nấm mà cũng có khi tác nhân gây ra là do vi khuẩn. Và cái cây cái bệnh stunner này là đặc trị rất hiệu quả bệnh cháy bìa lá. Hai cái bên bìa lá của nó các bạn, hai bên bìa lá của nó bị cháy. Mình dùng stunner này. Stunner này khối lượng 100g, giá tiền là 90.000. Tiếp theo mình xin giới thiệu các bạn một loại thuốc đặc trị nhện đỏ. Basil. Sâu rầy nhện đỏ Basil. Cái này thì 10ml và 10.000 một gói. Trị nhện đỏ hay lắm các bạn. Và khi mà các bạn trị nhện đỏ, các bạn nhớ là mình xịt ở dưới lá đó, xịt trên lá và các bạn nhớ là phun ở dưới cái mặt lá cho tốt. Nhiều khi nó bám ở dưới cái mặt lá nó chích đó. Mình xịt ở trên nó không có chết. Xịt ở dưới mặt lá, xịt lên.
Tiếp theo mình xin giới thiệu cho các bạn hai loại chế phẩm kiwi. Kiwi xanh này là dùng để xịt, và kiwi đỏ này thì dùng để chấm bôi vào mắt ngủ. Thì cái loại bôi này thì 80.000 ống, loại xịt này thì 60.000 một ống. Và cái liều xịt này các bạn có hướng dẫn ở trên đây nè, 10ml cho 1 lít nước. Và hai sản phẩm này các bạn mua bên mình yên tâm, không có sợ giả, là tại vì mình mua trực tiếp từ chính tay của người sản xuất, cho nên là về vấn đề hàng giả thì các bạn yên tâm. Kiwi Boy này người ta hay kêu là Kiwi Pro nè, và xịt này người ta kêu là Kiwi Spray. Các bạn yên tâm, thì mình mua từ chính tay người sản xuất, nhận hàng về luôn từ chính tay người trực tiếp sản xuất nó, cho nên là các bạn yên tâm, không sợ hàng giả ha. Thì vừa qua mình có chia sẻ với các bạn một số loại phân thuốc, giá cả và sử dụng. Thì ví dụ như các bạn thấy cái nào mà không hay, hoặc là các bạn có những cái phương pháp, những cái loại thuốc nào hay hơn, thì các bạn có thể chia sẻ comment bên dưới. Mình cũng rất là muốn học hỏi thêm những cái kinh nghiệm hay từ các bạn, mình trao đổi với nhau để mình am hiểu sâu hơn, sử dụng phân thuốc tốt hơn, chăm sóc lan tốt hơn, để mình cùng các bạn thỏa mãn niềm đam mê. Mặc dù là mình kinh doanh nhưng mình cũng rất đam mê trồng lan. Thì vừa qua mình chia sẻ với các bạn một số kinh nghiệm học hỏi từ bạn bè, từ sách, internet. Mình cũng có thể có những cái mình không hay, mình cũng rất là mong muốn nhận được những cái chia sẻ của các bạn. Các bạn có thể comment bên dưới chia sẻ những cái hay của các bạn để cho mình học hỏi. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Rồi tiếp theo mình xin giới thiệu với các bạn một loại vật tư trồng lan, đó là thông điển Chile. Thì bên mình bán ra là 40.100 gram. Thì các bạn có thể mua nửa trăm là 20.000, nhưng mà nếu mà các bạn mua một ký thì 350.000. Các bạn có thể sử dụng loại này nè để phủ lên trên mặt á. Một số loại cây mình mới tách chiết, mình ương và mình phủ lên trên bề mặt một lớp để mà giữ ẩm á. Nhưng mà các bạn nhớ là phủ ít thôi, mỏng thôi. Và là những cái cây mà mình mới ghép vào trong vú sữa, vào trong gỗ mà mình cưng nó đó, mình có thể lót một cái lớp mỏng rồi ốp nó vô, lót ở dưới thì để cái